Đây, đây là cái trang Facebook của công ty Emiko nha. Trong Emiko VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam này. Thì đây, mọi người có thể vào Facebook thì bấm Emiko VOV Đài Truyền Hình Việt Nam là nó sẽ ra. Nó có cả một cái trang. Đây, mọi người nhìn thấy không? Ở cái chỗ này là đến tận 11.331 người thích trang. Thì nó rất là nhiều người đã thích trang này. Hello, xin chào mọi người. Thì mọi người đọc tiêu đề thì chắc cũng đã hiểu được cái video Hùng chuẩn bị làm. Đây là một cái video mà Hùng cũng đã ấp ủ, cũng muốn làm rất là lâu rồi. Đó là khi sang Nhật thì mình sẽ tìm một cái trung tâm ở Việt Nam. Theo mọi người hay nói là một cái chỗ trung tâm môi giới việc làm đấy, nhưng mà nói lịch sự hơn là trung tâm xuất khẩu lao động nào có thể uy tín để mình đặt niềm tin ở đó rồi mình đi sang Nhật này. Thì hôm qua Nhật đến bây giờ là cũng hơn một năm rồi. Qua những sự tìm hiểu của Hùng và những cái mối quan hệ mà Hùng ở bên này gặp rất là nhiều bạn đi rất là nhiều trung tâm khác, mà Hùng thấy là cái trung tâm cũ của Hùng đi á là cái trung tâm Emiko. Thì tí nữa thì Hùng sẽ cho mọi người xem về cái trang trang Facebook của trung tâm Emiko đấy, để mọi người có thể nhìn sơ qua, có thể tìm hiểu. Thì Hùng sẽ nói trước cho mọi người biết được là tại vì sao là Hùng lại giới thiệu trung tâm Emiko cho mọi người. Nếu như mà mọi người ở khu vực miền Bắc nhá, Hùng chỉ nói là những người ở khu vực miền Bắc thì Hùng thấy nên đi ở trung tâm Emiko này. Tại vì đây là một trong những cái trung tâm mà Hùng thấy là với số lượng chi nhánh rất là nhiều, mà học viên rất là đông và chi phí nó rất là hợp lý. Nó rẻ và nó hợp lý so với rất là nhiều trung tâm khác. Ở Việt Nam mình thì cái vấn đề mà trung tâm xuất khẩu lao động thì nó rất là nhiều mọi người ạ. Nhưng mà mình cũng phải là biết được là nên tìm ở một cái trung tâm nào đó mà có một cái chi phí nó hợp lý. Đi là mình sẽ mất tiền, chắc chắn là mình sẽ mất tiền gọi là tiền phần trăm, tiền hoa hồng. Cái này là Hùng đã có làm một video rồi. Thì chắc mọi người chưa biết thì có thể vào xem tại vì sao mình lại phải mất những cái khoản tiền đấy. Còn cái lý do mà Hùng giới thiệu là tại vì trung tâm này Hùng thấy là qua hơn một năm ở bên Nhật này và qua tìm hiểu thì đúng thật là nên nên chọn cái trung tâm này. Thì cũng trong các cái video trước thì Hùng cũng có làm là chia sẻ về những cái vấn đề liên quan bên Nhật Bản, thì cũng có rất là nhiều 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 người quan tâm và hỏi hỏi Hùng về cái vấn đề là nên chọn trung tâm nào. Thì ở miền Bắc thì mọi người nên đi, Hùng thấy là đi ở trung tâm Emiko này rất là hợp lý, rất là tốt. Còn mà khu vực ở miền Nam thì trong đấy thì Hùng cũng không rõ, nhưng mà Hùng được biết là ở trong đấy cái vấn đề mà chi phí và cái môi trường nó sẽ tốt hơn, kiểu như là nó không bị quá trung gian nhiều ấy, nên là ở trong đấy môi trường nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà kiểu như mà những bạn nào muốn vào trong Nam học thì chẳng hạn như ở khu vực miền Nam thì vào trong đấy học thì không nói rồi, nhưng mà khu vực miền Bắc mà để đi vào trong miền Nam thì nó rất là vất vả vì đi lại rất là xa. Nên là mình sẽ ra ngoài khu vực là ở Hà Nội chẳng hạn, thì không thể ở trung tâm này rất là ok mọi người ạ. Từ mọi thứ, từ chi phí đi lại, chi phí mình phải phải đóng này, tổng chi phí ở trung tâm Emiko á là có 6.000 đô thôi. 6.000 đô thì bây giờ Hùng cứ tính là 1.000 đô là 20 triệu nhá. Hùng tính như vậy thì 6.000 đô là khoảng hơn 120 triệu đi. Thì nói chung cái chi phí đấy thì Hùng so với rất là nhiều trung tâm khác ở Hà Nội thì đây là một trong những cái trung tâm mà Hùng thấy là chi phí nó rất là hợp lý. Nói chung mọi người có thể đi tìm hiểu
đây là Hùng cũng nói Hùng giới thiệu cho cái trung tâm mà Hùng đã đi và rất là nhiều người đi, hay thì Hùng giới thiệu là chia sẻ cho mọi người thôi, chứ Hùng cũng không phải là làm để giống kiểu là Hùng làm cho công ty hay là Hùng làm cho bên chỗ Emico gì, không bao giờ Hùng có luôn, Hùng chả liên quan gì hết, chỉ là Hùng thấy nó hay và hợp lý thì Hùng chia sẻ lại cho mọi người thôi. Thì tí nữa Hùng sẽ đưa cho mọi người xem để mọi người có thể là tìm hiểu rất là nhiều cái để mọi người có thể biết được là trung tâm nó có tốt hay không. Qua ở trong Facebook chẳng hạn, người ta có đưa lên thì có rất là nhiều người họ cũng đã đi và chưa đi, người ta vào bình đó bình luận thì mọi người có thể là theo dõi và đọc để coi thử là cái độ uy tín của trung tâm nó có đúng như lời Hùng nói không, rồi xem thử là trung tâm nó nằm ở đâu, có thể trực tiếp đến trung tâm hoặc là gọi điện để hỏi thử. Nó rất là nhiều cách để mọi người có thể kiểm tra xem thử trung tâm nó có tốt như đúng lời Hùng nói không. Thì Hùng làm video thì mục đích của Hùng là chỉ chia sẻ lại những cái gì mà Hùng biết để cho những ai cũng đang có nhu cầu đi bên Nhật thì có thêm một cái hướng đi tốt và một con đường, một cái đơn hàng nó phù hợp. Vì ngày trước Hùng cũng đi thì Hùng cũng rất là hiểu cái cảm giác của mọi người, rất là sợ vấn đề bị lừa hay là sợ vấn đề bị đi nhiều tiền này kia này nọ, hoặc rồi sợ chọn đơn hàng nó không tốt. Nên là Hùng làm những cái video chia sẻ như thế này thì mục đích là cũng để có thể là chia sẻ với mọi người những cái gì mà Hùng biết nó tốt, nó phù hợp thì mọi người cứ tham khảo, cứ xem. Hùng cũng vì một cái mục đích gì khác ngoài là cái vấn đề Hùng chia sẻ thôi, chưa bao giờ Hùng nghĩ là Hùng sẽ làm vì tiền hay là vì một cái gì cả hết. Mọi người có thể xem rất là nhiều video của Hùng, tóm lại là Hùng chỉ chia sẻ là những cái gì mà Hùng thấy hay thôi. Có thể mọi người cứ sàng lọc nhé, nếu thấy mà hay bổ ích thì mọi người có thể làm theo, hoặc là có thể là làm theo như những gì mà Hùng bảo ấy, còn không phải thì thôi, mọi người có thể đi theo hướng của mọi người. Còn bây giờ Hùng sẽ mở để cho mọi người cùng xem là cái trang của cái công ty Emico nó như thế nào nha, mọi người cùng theo dõi nha. Ok mọi người, đây là cái trang Facebook của công ty Emico nha, trong Emico VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam này. Thì đây mọi người có thể vào Facebook thì bấm Emico VOV Đài Truyền Hình Việt Nam là nó sẽ ra, nó có cả một cái trang. Đây mọi người nhìn thấy không, ở cái chỗ này là đến tầng 11.331 người thích trang, thì nó rất là nhiều người đã thích trang này. Thì trong cái chỗ đấy thì nó cũng có bài những cái tiêu chí, những cái điều cần biết trước khi xuất khẩu lao động ấy, thì trang chủ này nó cũng đã làm rất là rõ để có thể cho mọi người có một cái nhìn sơ về cái vấn đề mà đi xuất khẩu lao động, rất là hay. Mọi người có thể là bấm gọi ngay này, nhắn tin này, rồi nó sẽ giống như tư vấn cho mọi người á, tư vấn cho mọi người nên đi như thế nào, rồi cách thức ra sao các kiểu ấy. Nó có rất là nhiều chi nhánh luôn á. Như trong này thì có 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội này. Nhiều lắm, nhiều chi nhánh lắm. Mà trước thì Hùng đi một chi nhánh của bên chỗ Nam Từ Liêm, Trung Văn ấy. Đây, rất là nhiều cái. Mọi người thì có thể vào đây để tìm hiểu. Thì tìm hiểu như kiểu là mình xem trên cái trang này, xong khi người ta đưa lên, đưa cả cái hình ảnh này, hình ảnh của những người mà chuẩn bị xuất cảnh, chuẩn bị bay này. Sau đó là ở trong này là sẽ có những cái bạn đang còn muốn đi,
hay là những bạn đã từng đi rồi, họ vào đây họ họ đã comment, họ đã bình luận, thì mình có thể vào đây đọc. Mình có thể chưa nói gì, mình đang tìm hiểu thì mình có thể vào đây đọc, hoặc là mình có thể hỏi những người ở trong này để xem được là những cái vấn đề mà ở trong này, công ty này nó có tốt hay không. Đây có cả số điện thoại các kiểu ha, thì mọi người có thể vào đây tìm hiểu. Thì nói chung Hùng chỉ chia sẻ lại những cái gì mà Hùng cảm thấy nó hay và nó đáng thôi. Hùng nhắc lại là cái vấn đề mà Hùng chia sẻ là theo một cái Hùng đã tìm hiểu cũng khá là kỹ, hỏi rất là nhiều bạn đi ở bên này, rất là nhiều trung tâm, nhiều công ty, thì Hùng thấy công ty này, công ty Emico này đó, rất là tốt. Tốt về chi phí, về đào tạo, về đơn hàng. Đơn hàng rất là nhiều, số lượng bài rất là đông. Đây, đây mọi người thấy tuyển, đây là số lượng những bàn đầu đơn hàng này, rất là đông luôn, cực kỳ đông luôn. Mọi người đợi một tí, Hùng kéo xuống cho mọi người xem có một cái đoạn mà lúc này là một cái trung tâm mà ngày trước Hùng học, trung tâm ở Lạc Trung. Đơn máy mặc ha, rất là nhiều đơn. Đây, đây là cái trung tâm. Thì lúc này là mọi người thấy ở đây, đây là cái chỗ này này, Hùng không thấy rõ ha. Đây cái chỗ, chỗ này là một đoàn chuẩn bị bay, thì là cả trung tâm ra để chào bay. Đó, đứng rất là đẹp luôn. Ngày trước là trung tâm này Hùng học đây. Chúng là khi được vào trung tâm thì được rèn giũa rất là kỹ càng, rất là ok luôn. Ờ, thì rất là nhiều. Ok nha. Thì đây là một cái video mà Hùng chia sẻ lại những cái gì mà liên quan đến công ty Emico VOV Giao thông VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam này. Mọi người có thể vào để tìm hiểu và xem có hợp lý không thì đi. Có trong video của Hùng mà có những cái gì mà Hùng chia sẻ mà nó chưa được, chưa ok, thì mọi người có thể bình luận phía dưới á. Có thể thắc mắc cái gì thì có thể hỏi ghi xuống dưới để Hùng có thể giải đáp những cái thắc mắc của mọi người nhé. Mong rằng là những cái chia sẻ của Hùng sẽ giúp ích cho mọi người trong thời gian tới khi chọn được một công ty để cho nó phù hợp hợp lý. Chúc mọi người thật là nhiều may mắn, chọn được đơn hàng tốt và đi thật là suôn sẻ. Hẹn mọi người ở một ngày gần nhất ở bên đất nước Nhật Bản nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hùng. Nếu mà thấy những cái video của Hùng mà nó chia sẻ của Hùng mà nó hay, mà hữu ích, thì có thể giúp Hùng xin một, cho Hùng một like, một chia sẻ video để những người thân của mọi người có thể xem để biết được. Ok, cảm ơn mọi người nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.